Rồi, lời tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục một clip gồm 16 con câu nha anh em. Thì 16 con câu này 16 con câu rút hàng chất liệu rượu carbon. Thì shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu hàng lỗi không những clip shop lên đó, thì gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất lên cho mọi người nha. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần rút. Thì cây này một cây cần rút chất liệu rượu carbon nha anh em. Chất liệu carbon. Hàng carbon. Fan là fan hãng nha anh em, fan hãng. Bá tầm bát hãng luôn. À, thì cây này cứng 20 dài 3 m, đó, dạng chi anh em câu lăng xê. Nè, carbon sẵn nha anh em. Thì lớp trong này còn rất là đẹp luôn nè, đó. Sẵn găng guốc nè. Này chiên cho anh em câu lăng xê, câu cha, câu chép, câu chim nhé. Đó. Này carbon rất là đẹp luôn. Đẹp là khỏi chê luôn nè. Đọc tới đây. À. Ok nè, fan là ok hết, không bể. Thì cái này nặng là 200g, đọt 2 ly, cứng là cứng 20 dài 3 m. Rồi giá công khai là 450k anh em. 450k cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần rút. Thì cái này cứng 30 dài 2m4 nha anh em. Cứng 30 dài 2m4. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan là fan Fuji. Đó. Anh em, fan là fan Fuji hết nha. Tất cả fan ok hết, không bể không gì hết. Thì bát cái này bát hãng nha anh em, bát hãng. Có khúc này thì nó gần gú như thế này nè. Đó, thì cần sao để anh em vậy. Thì cái này foil carbon luôn nha mọi người, foil carbon. Carbon vẫn là carbon trắng. Đấy, hình nhìn còn khá là ok nha anh em. Đọc nó đây. Vẫn sáng găng guốc cho anh em đó. Cứng 30 dài 2m4 ngày chi cho anh em câu lăng xê nha, chai chép thoải mái. Thì cái này nặng là 165g, đọt 2 ly 1 2 ly 2. Thu gọn là 90cm. Rồi giá của cây số 2 giá là 400 nha anh em, 400 cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người một cây cần rút. Thì cây này hình như là của Korea mọi người. Cây này dài 27 cứng 50 nha anh em, dài 27 cứng 50. Bát bát Fuji nè, bát Fuji Japan. Phôi phôi cặp quan sẵn. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji. Fan đề ba dưới đây là fan xám nha, fan trên fan xám trắng nè. Đó. Loại xứ xám. Bu là bu Fuji luôn. Thì phôi nó vẫn là phôi carbon nha anh em, phôi vẫn là phôi carbon sẵn nè. Đó. Cây cứng 30 thì dạng chiên câu chép này đó, đọt nó sáng găng guốc nè đó. Rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 157g, đọt 2 ly, thu gọn 100cm. Thì cái này dài 2m7 cứng 15, giá công khai cây số 3, giá là 500 nha nè, 500 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Thì cái số 4 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco. Hàng của Alpha Taco. Thì cây này hàng của Korea nha anh em, hàng của Korea xuất Nhật. Thì cây này ngoại hình rất là mới luôn mọi người. Đó, đây cần mút nè. Đó, rất là mới luôn. Thì cây này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7. Bát Fuji. Đó. Cần mút nó còn rất là ok nha. Foil là foil carbon nè. Đó. Thì fan là fan Fuji hết nha mọi người, fan Fuji loại xám, tất cả fan đều nguyên zin nhé, chưa độ chế lại hết. Đó. Carbon là carbon sẵn. Sẵn găng guốc nè. Đó. Đọt ra đây. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì cái này độ cứng nó ra đâu đó tầm khoảng 30-50 nha anh em. Tầm khoảng 30. Thì cái này nặng là 180g, đọt 2 ly 1. Ngoại hình cái này ra đó tập khoảng 93%. Thu gọn là 98cm. Thì cái này dài hết 7, độ cứng tập khoảng 30 nha nè. Độ cứng tập khoảng 30. Rồi giá cái số 4 giá là 650k nha mọi người, 650k cộng ship. Ngoại hình rất là đẹp nha. Fan cũng rất là ok luôn. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người một cây cần Olympic.
Thì cây Olympus này là một cây cần cứng 30, dài 3 mét. Thì cái này của Korea sản xuất cho nên hàng của Hàn Quốc, hàng Mamiya. Cây Olympus nè, đó. Cái này là bát Fuji anh em, bát Fuji Japan. Fan của nó là fan Fuji hết nè. Đó. Tất cả fan là fan Fuji hết. Bộ cũng vậy nè, đó, bộ Fuji. Thì cái này dạng carbon sẵn mà sẵn hai da mọi người. Đây, đó. Nó phủ lớp sơn nên không thấy rõ phôi nữa nè, nhưng mà nó vẫn sẵn găng gút ở ngoài này, thấy không? Đó. Ngoại hình cây này cũng còn rất là mới mọi người. Đây nè, sẵn trên đây nè. Găng gút nha. Rất là đẹp luôn. Không có xước xát gì nhiều hết, đọt vẫn là đọt carbon sẵn. Thì cái này và cứng 30, dài 3 mét, chỉnh cho anh em câu lăn xe tra chép nha. Cái này nặng là 231 gram, đọt 1.8, thu gọn 76 cm. Rồi giá công cây số 5, giá là 700 nha nè, 700 cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 đây mọi người, một cây súp lở, một cây súp lở hàng vẫn là hàng carbon. Thì cái này dài 3m6 nha anh em, dài 3m6, hàng carbon. Này, bass là bass Fuji FX7. Đó. 23m6. Đó. Thì đối với cứng 20 của súp lở và 3m6 thì nó cái này so với độ cứng mà cần hai khúc á, cần lăn xe thì cái này cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Đó. Thôi phần carbon đỏ nè, đó. Rất là đẹp luôn. Đẹp cỏ chê rồi, dạng này 3m6 về câu lăn xe chép là hết bài, à, câu đập rất là đẹp luôn, sẵn carbon nè, gần gút, đọt nó đây, hết chê vừa là được, à, sẵn gần gút nha nè, phen thì nguyên xin nhé, à, phen là phen Fuji, à. À, cứng ra tầm khoảng 50 nha nè, cứng ra tầm khoảng 50 nhé, cứng ra tầm khoảng 50 sau đó cần hai khúc. Thì cái này nặng là 245 gram, đọt 2 ly, thu gọn 100 cm. Rồi giá cây số 6, giá 700 nha nè, 700 cây số 6. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người một cây cần, cây này cây cần của Omipis nha mọi người. Đó thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về nhá. Đó thì bát nó vẫn là bát Fuji, bát và Fuji, màu sơn của nó màu trắng ngà nha mọi người, màu trắng ngà. Đó. Thì cái này được số bộ phen và phen chân đen nha anh em, phen xám chân đen, đó, phen là phen Fuji hết nha mọi người, phen là phen Fuji hết, phen cũng khá là hiếm nè, phen là phen Fuji hết nè. Thì tất cả phen này em kiểm tra rồi, không nứt bể gì hết nha mọi người. Đó, phen rất là dày. Buông nó đây, buông nguyên zin luôn. Thì cái này cứng 50, dài hết 7 nha anh em, cứng 50 dài hết 7. Cái này bánh trà bánh chép là hết bài. Đó. Ở trong nó mọi người. Sẵn nha anh em, dạng carbon sẵn nha. Thằng đọt. Bít sẵn nè, đó, đọc carbon nha anh em, ngoại hình còn tương đối ok nha anh em, không xuất sắc gì nhiều. Thì cái này chỉnh cho anh em cao lăng xe nhé, cứng 50 và 27, cái này nặng là 210 gram, đọc 2 ly, thu gọn 105 cm, giá công khai cây số 7, giá là 700 nha anh em, 700 cây số 7. Tiếp theo qua đây, cây số 8, thì cây số 8 là cho mọi người một cây Wincott, thì cái này của hàng Korea nha nè, hàng Korea xuất Nhật. Bát vẫn là bát Fuji, bát Fuji. Cản rất là đẹp nha nè, mốt cũng còn rất là ok. Thì cái này cứng 50 và 3m3, toàn là hàng đánh lăn xe nha nè, đánh lăn xe, đánh đặt bãi. 50, 3m3. Phen của nó là phen Fuji hết nha mọi người, phen là phen Fuji hết nha, phen Fuji hết luôn. Bù cũng vậy, bù vẫn là bù Fuji. Hàng là hàng nguyên zin nha mọi người. Thôi phần carbon sơn đây là sơn nhám nha anh em, sơn nhám
phần nhóm của nó đây, fan nó sẽ chạy tới đây, đó, không, giữ lại, trên đây cũng vậy, khúc này cũng vậy, nó làm nhóm nè, đó, fan chạy tới đây, giữ lại, đây cũng vậy, hàng nguyên sinh nó vậy nha mọi người, đó. Thì cái này nặng là 250 gram, đọt 2 ly, cứng 50, dài 3.3, giá công khai cây số 8, giá 700 nha, 700 cây số 8. Tiếp theo cây số 9, thì cái số 9 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần rút. Thì cái này một cây slide with ray, hàng carbon nha em, 2 carbon. Thì tem đầy đủ, mà có đầy đủ, tem đầy đủ nha em, tem đầy đủ. Thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về nhé. Bát tầm bát Fuji nha mọi người, bát Fuji. Đó. Cán là cán mút Aiwa nè, cán rất là đẹp luôn. Đó. Cây này độ mới khá là cao nha mọi người. Đây. Đó. Fan của nó thì là fan Fuji hết đây. Đó, fan Fuji hết. Ừ. Bu Fuji luôn. Đây nè. Lớp trong đây còn khá là mới nha. Đó. Rất là ok, hàng carbon nha mọi người. Đó, cái này về đánh cha đánh chép cô lăn xe thoải mái nhé. Thì cái này nặng là 215-13 gram, đọt 1 đi 8, đọt 1 đi 9, thu gọn là 98 cm. Thì cái này da H7, độ cứng ra tầm khoảng 30-50, giá công khai cái số 9, giá 700 nha mọi người, 700 cái số 9. Cái D3 khá là bự mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 lên cho mọi người một cây Holy Potion. Thì cây này của anh Pha Tắc Cồn nha anh em. Đó, hàng của anh Pha Tắc Cồn. Dòng nội địa. Thì cái này cứng 50 và H7. Đó, cứng 50 và H7, fan là fan Fuji, bát là bát Fuji. Thêm nó đây. Đây mọi người, fan là fan Fuji nha. Đó, fan khá là dày luôn. Đó, cứng 50 và H7. Fan là fan Fuji hết nha mọi người. Thì bao nguyên zin nhá. Đó. Thì cái này nó có định vị hết đây. Carbon sẵn nè, đó. Đây. Nhắm nhắm thế này, đó, fan chạy tới đây, dừng lại. Đó. Fan mà chạy qua cái này thì hàng đã thay nha anh em, cái này là hàng nguyên zin nhá. Đó. Một fan. Hai fan nè, đó. Có định vị hết. Cần cái định vị thì đánh rất là ok nha. Carbon sẵn. Đây, chỉnh đây cũng vậy nè. Đó. Poi, poi sẵn nè. Đó. Sẵn cái này hình như dạng hay da luôn nè. Rất là ok nha. Đây. Fan chạy tới đây dừng lại nè. Đó. Độ, nó làm độ nhám nó giữ cái fan đây nè. Fan đọt cũng vậy. Đây. Rất là ok nha anh em. Carbon sẵn tới ngọn, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 300 gram, đọt 2 ly, thu gọn 102 cm. Thì cái này cứng 50 và H7, giá công khai cái số 10, giá 800 nha nè, 800 cái số 10. Tiếp theo cái số 11. Cái 11 lên cho mọi người một cây cần hàng nội địa nha mọi người. Cây hàng nội địa, cây này cũng còn khá là ok. Bát là bát Fuji. Đó, bát là bát Fuji. Thì cái này cứng 15, dài 3 mét. Phôi là phôi carbon nè. Cứng 15, dài 3 mét. Thì cái này được cái là nó trang bị bộ phen, bộ phen Fuji. Bu là bu xít nha nè. Bu xít bao chạy nè. Đó. Cái bu này khá mắc tiền luôn á. Phen Fuji. Đó. Carbon sẵn găng guốc. Thì cái này thuộc dạng cần ISO rồi. Đó. Dạng ISO rồi. ISO câu ngâm này. Đó. Carbon sẵn nè. Trên đây cũng vậy. Lớp trong còn rất là mới luôn. Đọt ở đây. Đó. Sẵn nhân guốc nha mọi người. Khỏi che đâu được. Sẵn tới ngọn luôn. Thì cái này cứng 15 thôi nha anh em, cứng 15, dài 3 mét, dạng chuyên cho anh em câu trên bè nhé, câu trên bè, trên ghe. Thì cái này nặng là 104 cm, đọt 1 ly 6, thu gọn là 80 cm. Đó.
cứng cứng 15 dài 3 m. Rồi, giá cây số 11 giá là 700 nha anh em, 700 cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Cái 12 bên mọi người một cây cần rút. Thì cái này một cây hàng của Korean nè. Đó, thì cái này cứng 50 dài 3 m 6. Cái này dạng anh em đánh bạc bãi, câu lăng xê, câu đập, câu hồ thủy điện. Đó. Bát của nó là bát Fuji nha anh em, bát là bát Fuji. Foil của carbon. Càng rất là mới nè. Đó. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji, tất cả là phen Fuji đỏ xám. Bát là bát Fuji. Đó. Phen rất là đẹp luôn. Lớp trong này cũng rất là ok mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Thằng đọt nữa đây. Đọt nó cũng làm định vị nè, làm nhám. Cái này dễ thao tác. Đây cũng vậy nè. Đọt chim. Rồi, thì cái này nặng là 330 g, đọt 2 ly. Thu gọn là 97 cm. Rồi giá công khai số 10 là 12, giá là 700 nha anh em, 700 cái số 12. Tiếp theo cái số cái số 1, cái số 12, cái số 13. Cái số 13 lên cho mọi người một cây súp lở, một cây súp của Daiwa nha anh em. Đây. Hàng Daiwa. Bát là bát Fuji. Đó. Bát là bát Fuji FS6. Hàng Korea xuất Nhật. Một cây Daiwa. Daiwa DZ nha anh em. Đó, một cây súp. Thì cái này độ cứng súp của nó là 15, dài 2.7. Thì nếu mà đo cần với cần hai khúc á thì cái này cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Đó. Phen là phen Fuji hết nè. Phen là phen Fuji. Bát là bát Fuji. Foil là foil carbon nha anh em. Đó. Được sơn ánh kim nè, khá đẹp. Đọt thì sẵn găng guốc rồi. Đó. Đây. Đó. Dạng này cho anh em có lăng xê nhé, câu cá mè, câu chim cha, sẵn găng guốc nha. Đó. Sẵn tới ngọn luôn. Thì cái này nặng là 175 g, đọt 2 ly, thu gọn là 100 cm. Rồi giá công khai cái số 13 giá là 700 nha anh em, 2.7 m cứng 50. Tiếp theo cái cuối cùng, cái số 14. Cái 14 em lên cho mọi người một cây cần súp, dạng súp lở. Phôi cũng là phôi carbon. Báo tầm bát Fuji F7. Thì cái này dài 3.6 m nha anh em, dài 3.6 m, hàng Korean nè. Đó. Phen đề ba là phen gặp nè. Phen Fuji nhé. Thì cần thì em bao lỗi lầm nha mọi người, bao phen nguyên zin hết. Phôi ở đây. Phôi carbon sẵn nha, xước sát nè. Đó. Thì cần xước sát sau cho anh em luôn. Lông trên rất là đẹp nha anh em. Carbon sẵn rất là đẹp luôn. Đọt nữa đây. Đọt nó sơn màu trắng nha anh em. Đọt này sơn màu trắng để phát tín hiệu cho mọi người nha. Thì cái cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Cứng ra tầm khoảng 50 so với cần 2 khúc. 50-80. Thì cái này nặng là 290 g, đọt 2.3, thu gọn 103 cm. Rồi giá công khai cây số 7 14, giá là 700 nha anh em, 700. Giá công khai số 14 là 700. Rồi đó, tổng cộng 14 cái cần em lên cho mọi người hôm nay. Nếu anh em ưng anh nào chốt lên lại số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.